Chào quý vị ha, trước mặt chúng ta là những cái viên ruby keo ở bên xưởng chế tác ở bên Phạm Hùng ha quý vị ha. Và về cái vấn đề này thì như quý vị thấy đây, đó vẫn có rạn rồi ha quý vị ha, nhìn như đá thiên nhiên luôn. Và về cái hàng keo, kính thưa các loại keo, L&G không kinh doanh nha quý vị nha. Bên chúng ta không kinh doanh hàng xử lý keo cũng như là không kinh doanh hàng nhân tạo. Thì ở đây là video với góc nhìn chia sẻ để quý vị có thể hiểu thêm về giá trị thật của đá. Thì với những cái viên mà đá mà xử lý keo nhẹ thì quý vị sẽ không nhận biết được, không phân biệt được giữa chúng với hàng thiên nhiên ha. Và với những cái viên mà ít keo thì ngay cả không chỉ là người chơi mà những người kinh doanh, mới kinh doanh cũng dễ bị sai lầm và mắc phải. Thì đó là vấn đề tại sao mà nhiều anh chị em chúng ta muốn kinh doanh và muốn giữ được cái uy tín của mình đều liên kết với L&G không vậy ha. Đó quý vị nhìn nè, như hàng thiên nhiên, rạn đồ này nọ, mặt mịn tích. Và ở cái màu này họ cũng có, và màu đỏ hơn cũng có nữa. Vấn đề màu đỏ hơn thì nó dễ bị xì keo đó. Vì hồi đợt rồi thì bên L&G có gặp một cô khách cũng khá là sang trọng, nhưng mà cái bộ lắc tay của cô toàn là hàng ruby keo thôi. Thì có lẽ là cô thấy thích và yêu mến nó, nhưng mà với L&G nó là vô nghĩa quý vị ha. Vì trên một cái sản phẩm trang sức cao cấp, cứ đá xử lý keo với lại đá mà mài xấu hoặc là đá chất lượng xấu, nó đều không có làm cho cái món trang sức sang trọng quý vị ha. Rồi thì mời quý vị cùng L&G chúng ta xem qua cái xưởng của chúng ta quý vị nhé. Vâng, đá phong thủy L&G xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ha. Chúng ta đang ở bên xưởng, xưởng mài bên quận 8. Thì hôm nay L&G với lại cô Nam hai đứa tách riêng ra. Vì khách hàng của chúng ta ở bên quận 4 ấy, ảnh mới nhận một cái chiếc nhẫn và ảnh cố đeo làm sao bây giờ tháo không ra luôn. Dù là thử với cách là dùng dầu rồi dùng chỉ đồ này nọ nhưng mà tháo không ra, thì L&G điều khu Nam qua để hỗ trợ anh tháo ra và nới ni cho anh. Thì nói về đá và vàng thì sáng hôm nay cũng có một cái tin nhắn của một anh khách, thì cái chiếc nhẫn tụt ma linh của anh á không biết làm sao bị vỡ rồi, nhưng mà ảnh thì ảnh sợ và hoang mang rằng là không biết có thể là tái tạo và có thể là chỉnh sửa được cái viên đá hay không. Thì vâng, trên video này thì L&G cũng nói với, xin thưa quý vị rằng là về đá và trang sức, chỉ cần chúng ta liên kết với L&G thì quý vị đừng có lo về vấn đề đó, chúng ta sẽ được bảo dưỡng trọn cả cuộc đời. L&G chơi tới quý vị luôn. Rồi thì bây giờ chúng ta đang bên xưởng nè, mời quý vị trải nghiệm những cái hàng mà sắp tới chúng ta chuẩn bị ra mắt ha. Và bây giờ lên sóng chỗ nào để quay cái màn hình đâu ta. Rồi mời quý vị ha, mời quý vị đem tắt em quay bằng hình ngược lại. L&G xin chào quý vị, để đăng ký kênh chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy L&G và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy. Với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Đây là bên xưởng của chúng ta ha quý vị ha. Như quý vị thấy nè, đá đấm gì đâu mà nó quăng gì mà lên luôn. Đây là bên xưởng chế tác, nhận gia công và chế tác đá các loại luôn, có gia công đá thiên nhiên và có gia công cả ba cái đá tàu lao như là cái thủy tinh màu nè. Đó, cái này thì chỉ có quý vị xài mà muốn xài hàng bự mà sạch, bự sạch sáng thì chỉ có xài ba cái thủy tinh màu này thôi. Cái này nó đá cây. Đó. Cái này thiên nhiên nha quý vị nha. Này là thạch anh khối. Thạch anh khối. Đó, bên này nữa nè. Do chúng ta qua ngay cái buổi trưa nên thành ra là khách nghỉ hết trơn, thợ nghỉ trưa hả quý vị ha. Đây là di công cam đào,
Hàng này của Phan Thiết, hàng này của LNG nè. Và đây là cái chỗ em trai ơi, em trai mà cái lắc tay ơi, đó, đây là những cái viên di công của chúng ta được sạc rồi nè nha em. Đó, thì nói đến cái em lắc tay này thì LNG cũng chia sẻ với quý vị ha. Thì chúng ta thấy mới lắc hình vô form như vậy. Thì vừa rồi là em trai chốt cái lắc tay với tầm 60 viên, 3 x 5 quý vị ha. Chiều ngang là 3 ly, chiều dài là 5 ly, màu cam với lại màu đỏ. Nói ra thì quý vị cũng có thể hình dung ra được là em ấy mạng thổ ha, hỏa sinh thổ. Thì trong cái quá trình làm trang sức thì bên Kim Hoàng họ đóng đóng cái chấu để mà giữ cái viên đá, đóng chấu hai bên đó, họ đóng làm sao mà nó bị tức đá. Tức là đá chúng ta giao phôi thì nó sạch, nhưng mà khi trong quá trình làm kim hoàn họ đóng bị tức đá là một ha, tức đá nó rạn, nó bị nứt bên trong và nó bị mẻ những cái góc như thế này. Thì LNG sẵn sàng ha, bên chúng ta thì như quý vị thấy đá thô mạnh nên cái việc hỗ trợ cho khách hàng nó luôn luôn là tuyệt vời. Thì LNG kêu là đừng có lo, đừng có hoang mang, chúng ta đến với LNG thì được bảo dưỡng trọn đời mà. Nó thành ra là chúng ta sẽ mài số lượng di công cam đào nhiều như thế này để bổ sung vào những cái viên đá mà Kim Hoàng vô tình làm hư ha quý vị ha. Đó, để hỗ trợ cho khách liền. Đó, thì đây là một cái vấn đề mà không phải nơi nào cũng có thể hỗ trợ cho quý vị. LNG hứa với quý vị luôn, không phải nơi nào cũng có thể hỗ trợ cho quý vị. Vì để mà hỗ trợ được như cái điều như thế này á thì cần phải có hai yếu tố. Một là mạnh thô, hai là họ thiết kế về kỹ thuật và mài chế tác cho quý vị. Đó. Và hồi nãy video nãy thì quý vị nghe mầm đúng không? Đó, bên này cũng có gia công hàng keo nữa không quý vị ha. Đó, đây là những viên ruby keo nè. Đó. Mà quý vị và một số anh em mà mới kinh doanh á 1-2 năm á thì bảo đảm là dính chưởng với mấy cái hàng này liền ha, dính chưởng liền và luôn. Đấy, năm con này hàng keo nè mà không biết gia công cho ai đây. Đây là hai viên sapphire. Vừa rồi chúng ta mài một viên 6 ly 3 cho một em gái, nhưng mà cái viên đó em Quyền không biết làm sao có hận thù gì với em gái đó không mà đi chặt gốc bây giờ phải mài lại. Một viên này nó có titan xám Quyền ơi, có cần hai viên hả? Ok, ngon. Và bây giờ chúng ta mài hai viên và lát nữa là đem qua cho khách của chúng ta, nếu em ấy ok thích viên nào lấy viên đó ha. Bởi sự lựa chọn luôn luôn là có số lượng ha quý vị ha, chứ không bắt buộc mà phải chọn một. Đó, đá bên chúng ta nhiều, ba đồ yếu. Đây, những chiếc nhẫn Mỹ được thay đá vào ha, và đưa luôn chiếc nhẫn Mỹ qua để thợ mài người ta canh hột làm sao mà mài vừa chân để mà gắn vào. Còn đây là cái viên tinh thể ruby, quý vị thấy đỏ đã không? Đó, hàng này thiên nhiên từ chân đến ngọn hết quý vị ha, chưa có qua bàn tay con người chế tác hay là chạm dũa gì vô hết. Đó, đây là một tinh thể ruby lục yên bái nè. Còn đây là viên sapphire lục yên bái nè, quý vị có thể thấy chất ngọc là ngọc lừ luôn nè. Đó, trắng trắng vàng vàng hả quý vị ha, thổ sinh kim. Trời ơi, và kèm theo đó là có những cái phôi như thế này ha, quý vị nào thích thì chúng ta chốt luôn trên này luôn đi, chốt luôn trên này em mài luôn. Đó, một cái tinh thể sapphire với cái cấu trúc ô quái hả quý vị ha. Trời ơi, tao nói nó đẹp, mặt thì liền lạc hả quý vị ha, mặt thì liền lạc, mặt mịn chứ không có rổ rổ như Quyền. Nó mài đá mà đá nó văng bụi, nó văng vô mặt mà nó lủng mặt luôn, tội anh em ghê quá. Đó, bởi vì thương em nó lắm, lát cho anh hùng cái nha Quyền. Đây là tinh thể sapphire, con này thì không đẹp hả quý vị ha, rạn không à, con này mà Quyền nó cho em cũng không lấy nữa. Đó,
Rồi thì nay mai chắc em sẽ mở xưởng, thì có gì quý vị có nhu cầu gì thì chúng ta có thể là qua lựa hàng tại chỗ rồi mài luôn tại chỗ hả quý vị ha, hoặc là chúng ta có thể đặt hàng. Nó làm cái giống gì bên này đây, cẩm thạch nè quý vị, nguyên một miếng cẩm thạch to để em cắt khúc 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 vậy nè. Thì những cái chuỗi hạt thường là người ta sẽ cắt khúc như thế này và người ta bo đi những cái cạnh này để làm thành một cái chuỗi, một cái hạt chuỗi, và sau đó sẽ khoan. Và đó là công nghệ của Việt Nam chúng ta. Chứ còn như nước ngoài á, Trung Quốc ấy, thì nó sẽ có một cái, nói sao ta, để hình dung coi, nó sẽ có một cái mâm giống vậy nè, gồm với rất là nhiều lỗ trên đó, và họ sẽ cắt vô như thế này, bỏ vào những cái lỗ như thế đó, và có cái nắp ép ở trên, bắt đầu dưới này xoay, ở dưới dĩa là sẽ có những cái bánh răng, lát nữa nó sẽ thành những cái chuỗi hạt. Và họ sẽ gom những chuỗi hạt đó, họ khoan lỗ, sau đó họ sẽ bỏ vô cái máy rung như thế này, là họ sẽ làm ra những cái sản phẩm tính theo là hàng chục ký hoặc là hàng trăm ký hả quý vị ha. Như cái máy này thì có thể là cho ra sản lượng hơn chục ký nè, hơn chục ký mà chuỗi hay là bất cứ cái gì thả vô trong cùng với lại sứ với bột xoàn rồi bột lạnh rồi để làm bóng. Đó là công nghệ của nước ngoài. Và tại sao có những cái dòng khi mà người ta nhập vô với giá rẻ mạt, thì với những cái ngọc bích hoặc là những cái cẩm thạch khi mà thô của nó có những cái vết rạn ấy, thì người ta bê keo vào những cái vết rạn đó để có sự liên kết và nó khá là chặt chẽ ha, để họ dễ bề làm ra một cái sản phẩm. Rồi họ làm theo cái kiểu mà công nghiệp như thế nên thành ra là giá của nó rất là rẻ, nhưng mà xài thì một thời gian bong chóc keo hay là xì keo hay là này nọ kia ha, những cái hóa chất từ keo rồi từ màu nó sẽ thấm từ từ vào người dùng, cái đó rất là nguy hiểm quý vị ha. Bác sĩ cũng bó tay, bác sĩ không biết đâu. Wow, đẹp nhất nhát. Rồi thì em chỉ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video sau với những cái chia sẻ thật là tuyệt vời và thú vị ha. Khi mà quý vị nghĩ đến những cái viên đá thiên nhiên, những cái sản phẩm hoàn toàn là thiên nhiên, thì đừng quên nghĩ đến LNG quý vị nhé. Rồi LNG một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau với những chia sẻ về đá, với rất là nhiều dòng đá, chia sẻ về phong thủy rồi cách phân biệt đá rồi cách chế tác rồi quý vị ha. LNG xin chào quý vị ạ.